nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món gỏi mới, đó là món gỏi rau câu sợi. Món gỏi này các bạn có thể dùng nấu cho những cái buổi party vào cuối tuần, hoặc là nấu vào những cái ngày cuối tuần cho gia đình mình cũng được nha. Để làm món này thì các bạn cần những nguyên liệu sau nha. Thứ nhất, các bạn chuẩn bị cho mình 300g thịt bò. Chúng ta sẽ thái rất là mỏng như thế này nha. Sau cùng các bạn chuẩn bị cho mình là nửa ký tôm đã lột và bóc vỏ, lột chỉ đen, và chúng ta thái ra làm đôi như thế này nha. Các bạn cần cho mình là 20g rau câu sợi, thì ở đây là mình dùng cái rau câu sợi này. Mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nè, nó rất là khô nè ha. Vì nó khô như thế này cho nên mình cần phải đem đi ngâm nước lạnh trước 4 tiếng đồng hồ trước khi chúng ta trộn vào tất cả các nguyên liệu còn lại ha. Thì mình đã ngâm trước một phần thì mình sẽ cho các bạn coi ha. Ở đây là cái rau câu mình đã ngâm 4 tiếng nè. Các bạn thấy bây giờ nó không có còn khô nữa mà cái sợi nó rất là mềm nè. Đó. Bây giờ mình sẽ để qua một bên ha. Mình sẽ dùng một quả xoài này là xoài Thái Lan, thì nó không có chua mà nó sẽ có cái độ ngọt nhiều hơn. Nếu như ở nước các bạn á, mà không có cái loại xoài Thái Lan này á, thì các bạn có thể dùng bằng táo xanh thay thế cũng được nhé. Thì mình cần dùng một quả xoài như vậy ha. Kế đến là mình dùng một quả táo như vậy nhé. Quả táo nhỏ thôi, không cần bự đâu các bạn. Mình cần một ít rau răm như thế này ha. Các bạn chuẩn bị cho mình một chén giấm như thế này nha. Đồng thời một củ cà rốt nhỏ như vậy ha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi như thế này để mình nhúng thịt bò nha. Chúng ta sẽ bắt đầu nhúng thịt bò. Khi mà các bạn thấy thịt bò nó hơi tái lại như thế này nè, thì là chúng ta sẽ cho vào trong cái tô giấm nha. Các bạn tiếp tục làm cho hết cái phần thịt bò còn lại dùng mình nha. Thịt bò khi mà chúng ta nhúng qua nước sôi á, thì chúng ta sẽ ngâm vào trong giấm như thế này khoảng từ 5 phút cho tới 10 phút cho mình nha. Và trong lúc mình chờ cái phần thịt bò này á, nó ngấm cái giấm này, thì chúng ta sẽ đi làm những cái phần nguyên liệu còn lại ha. Các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước như thế này, và chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng teaspoon muối. Mình sẽ dùng cái vị bào mà nó cái cọng nó lớn như thế này để mình bào táo vào trong cái chậu nước muối này. Thì khi mà chúng ta vớt cái táo này ra, chúng ta để lâu nó sẽ không có bị đen. Đó là lý do vì sao mình bỏ muối vào trong này. Cà rốt thì mình sẽ gọt vỏ và rửa sạch. Rồi chúng ta cũng sẽ bào vô cái chậu muối này luôn, để cho nó giảm bớt cái mùi cà rốt khi mà chúng ta trộn gỏi, với lại tăng cái độ giòn của cà rốt nha. Đối với cà rốt đó, thì mình sẽ dùng cái loại sợi bào nhỏ như thế này, mình không dùng sợi lớn nhé. Xoài chúng ta sẽ gọt vỏ và chúng ta sẽ bào.
mình sẽ dùng cái cọng lớn như thế này rồi mình bào xoài. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong thì mình sẽ trộn tất cả vào đây nha. Đầu tiên là xoài nè. Kế đến là cà rốt và táo, chúng ta sẽ nhấc lên như thế này. Bóc thật là nhẹ nhàng thôi, đừng bóc mạnh quá vì thế táo nó sẽ bị nát nha. Ta trộn vào đây. Kế đến là phần thịt bò chúng ta đã ngâm giấm. Chúng ta bóp thật là nhẹ nhàng cho tất cả cái giấm này nó ra ngoài hết nha. Nhưng thôi một hồi thì chúng ta trộn vào thì nó sẽ rất là chua. Kế đến là phần rau câu chúng ta nhấc lên, chúng ta cũng bóp thật là nhẹ nhàng để cho tất cả các nước nó ra ngoài hết. Kế đến chúng ta sẽ cho tôm vào. Sau đó là chúng ta sẽ cắt rau răm vào đây, cắt cho nó nhỏ nhỏ một chút, nhìn màu sắc quá ha các bạn. Chúng ta sẽ để qua một bên và bây giờ mình sẽ đi làm nước mắm để trộn vô cái phần gỏi này ha. Phần nước mắm để trộn vô những nguyên liệu để làm gỏi thì chúng ta cần những nguyên liệu sau. Thứ nhất các bạn cần cho mình là 5 muỗng ăn cơm nước chanh, 5 muỗng ăn cơm đường, 5 muỗng ăn cơm nước, 5 muỗng ăn cơm. Trộn đều và cho hòa tan cái phần đường này cho mình. Kế đến các bạn cần cho mình 5 muỗng ăn cơm nước mắm, 1 muỗng teaspoon đầy tỏi và ớt, 1. Bây giờ mình trộn cái phần nước mắm này vô với phần nguyên liệu chính của chúng ta. Ta dùng tay chúng ta đảo nhẹ lên, trộn tất cả thật là đều lên. Ở đây là món gỏi mà mình vừa mới trộn xong. Thì bây giờ mình sẽ múc ra đĩa nha. Các bạn có thể thấy là gồm có tôm, thịt và xoài nè, rau răm nè. Nhìn màu sắc rất là đẹp và ngon quá, nhìn là muốn ăn rồi. Món gỏi này các bạn có thể ăn được như vậy ngay lập tức. Nhưng mà theo mình nghĩ đó thì mình sẽ cho thêm một ít hành khô lên trên để trang trí cho nó đẹp mà ăn nó lại ngon nữa. Một ít đậu phộng nữa ha.
Hôm nay mình cũng có làm thêm một ít bánh phồng tôm, là cái món mà hồi nhỏ mình rất là thích ăn chung với gỏi. Đây là cái bánh phồng tôm mà mình vừa mới chiên xong, các bạn có thể thấy là mình bẻ ra, các bạn nghe cái nó rất là giòn nè ha. Đó, đây là bánh phồng tôm của mình. Đây là món gỏi mình mới làm xong, có thịt, có tôm. Mình nhớ là hồi nhỏ mẹ mình hay làm cho mình ăn cái món gỏi này, nhưng mà lại không có thịt, có tôm nhiều như ngày hôm nay mình làm. Mình nghĩ là nếu mà các bạn làm món này á, thì các bạn chắc chắn là sẽ thành công vì nó khá là dễ làm. Và các bạn có thể làm món này cho những ông chồng của các bạn, cho những cái ngày cuối tuần, những ông chồng có thể ngồi nhậu nhâm nhi với bạn bè cũng rất là vui và ngon miệng nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích channel Châu Úc của mình. Và nếu các bạn thích channel Châu Úc của mình thì các bạn vui lòng subscribe giùm mình nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau nha. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.